Hello mọi người nhá. Mua 12 Pro Max shop này, lúc mua pin cao 96%. Giá 15 triệu 900. Dùng được 4 tháng, tụt 10% pin. Giờ dùng được 6 tháng rồi, pin đang 85%. Giờ hỏi bán lại giá sao thì cứ nói giờ thu rẻ lắm. Không nói giá cụ thể luôn. Kiểu không muốn mua lại. Mọi người để ý nhé. Rồi dần dần mất khách thôi. Trời ơi, thật sự là khách hàng nhiều khi người ta bán hàng có tâm, người ta xui thật. Thì các bố cứ nghĩ linh ta linh tinh ý. Các bố biết rằng là trước khi 15 Pro Max nó ra nhá. Nói thì lại kể cái câu chuyện rất là dài. Các năm về trước ý, khi Apple chưa có bán hàng tại Việt Nam mình ý, thì trong vòng 2 tháng đầu tiên, 2 tháng đầu tiên nhá, giá máy mới rất là đắt. Thì chính vì vậy mà máy nó sẽ không xuống nhanh. Nhưng từ năm vừa rồi, từ đầu năm nay, trong năm nay là Apple có gian hàng ở tại Việt Nam rồi và hàng về rất là sớm, giá xuống rất là trầm trọng nhá. Những thợ buôn 15 Pro Max năm nay nhá, vỡ mồm hết, vỡ mồm hết. Những người mà đi sang bên kia mua về bán ấy, vỡ mồm hết. Đấy, cái thứ hai nữa, bạn mua từ cái ngày đấy giá rất là cao. Bạn biết bây giờ người ta bán ra bao nhiêu không? Người ta có ý tốt bảo bạn là giữ lại thì bạn lại cứ suy bụng ta ra bụng người. Mình nói thật, không ai, không phải ai cũng như bạn đâu. Người ta có ý tốt thật sự. Còn nếu mà bạn thật sự bạn cương quyết bạn muốn bán thì bạn bảo tôi muốn bán bao nhiêu nói thẳng thì nó vấn đề khác. Đây là người ta bán hàng có tâm, người ta mong muốn là giữ lại. Còn bản thân những người như mình, các bạn xem đây làm gì có hàng đâu. Bản chất 12 Pro Max ngày hôm nay, thật sự ngày hôm nay mình chỉ còn có tầm 6 cây 7 cây thôi, quá là ít. Người ta tư vấn thật thì các bố lại nghĩ linh tinh, các bố ai cũng nghĩ là như các bố ấy, chán thật sự luôn. Thế bây giờ người ta đang bán ra một con 14 triệu 500. Thế bạn có bán lại không? 14 triệu 500 trừ 10% có bán lại không? Chứ phải nó trả rẻ quá thì người ta khuyên mình để thế mà dùng, người ta bán hàng có tâm. Bố lại suy nghĩ bảo là không muốn mua lại. Bố mang gọi hết cả bạn bè anh chị em ấy, tôi mua với giá 14 triệu 500 trừ 10%, không cần phải mua máy bên tôi. Nghe nói nghe ức chế bỏ mẹ lên được. Thật sự là nhiều khi là đọc cái comment chả nhẽ thì khùng điên với khách, nhưng mà người ta có ý tốt thì các bố lại nghĩ linh tinh. Bởi vì sao các bố biết không? Bản chất các ông cứ hay đổi máy hàng điện tử nó lỗ rất là nhiều. Mình ra rất nhiều video khuyên mọi người mua ấy, thì cố mà dùng đừng đổi. Bởi nhiều khi hàng mình nhập về chưa cần bán ra, các bạn theo dõi các bạn biết có con những con gọi là vỡ mồm ó luôn ý. Người ta bảo mình là giá nó xuống thì cố giữ lại mà dùng thì đã kiểu như không muốn mua lại. Nhà người ta còn đang đi ngày nào mà đi nhập mãi mới được ít máy về mà không muốn mua lại, đúng là dở người. 14 triệu 500 đang bán ra đấy, trừ 10%. Gọi anh chị em bạn bè có hay làm đi mua của thằng khác vào đây bán hết mua cho, khổ lắm chứ. Ok, ngày hôm nay về được tương đối là nhiều máy nhá. Mà thôi đừng để mình bảo mọi người là nhiều khi muốn việc nhanh ý, các bạn nhấc điện thoại lên gọi cho nó nhanh. Có nhiều ông nhắn tin ý, vì nhà mình rất là nhiều tin nhắn, nhiều khi không trả lời kịp mà nó bị trội đi không biết được thì các bố lại chuẩn lại nói là trách là không trả lời tin nhắn. Nhiều khi rất là phải đặt trường hợp là người bán hàng này, người ta bán hàng online Facebook 13.000 người đăng ký, TikTok 72.000 người đăng ký, YouTube 72.000 người đăng ký. Người ta hỏi rất là nhiều. Trôi đi mất nhá, gọi luôn như thế này này. Khổ lắm. Còn có bao nhiêu con 12 Pro Max gọi anh chị em bạn bè đến bán mua hết. Đang không có máy. Trừ 10% giá trị. Hiện tại nhá, đang bán ra 14 năm. Đấy, ai xem video của mình biết rồi đấy nhá. Không nói nhiều. Và em cứ bán lỗ em cũng được, rẻ em cũng bán. Nó khác nhá. Đây. Nói thật các bạn là còn đúng 7 cây thật đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn đúng 7 cây 12 Pro Max. Mà lại còn hết 128 GB. Thực tế ra 12 Pro Max 128 GB bây giờ mình đang cực kỳ là khan. Nhưng mình nói thật các bạn là mình là một người bán hàng. Nhưng ai tiếp xúc với mình nhiều các bạn biết đấy. Mình không phải, cái mục tiêu của mình không phải là để bán được hàng. Cái mục tiêu của mình là người tiêu dùng cảm thấy thoải mái nhất và mình cũng tham gia những lời nói chân tình nhất đấy, chứ không phải là
mình bây giờ bạn nói bán phát mình vụt đầu và mình mua. Như thế thật sự các bạn, như thế nó vì lợi nhuận quá, nó vì cái chuyện mua bán quá. Nhưng mình có cái tính của mình nó không phải là như vậy. Đấy, mình có cái video hai bố con của cái chú ở tận Hà Tây đi đến đây đấy, mua nhà mình đấy. Chú thiếu 200.000. Chú thiếu 200.000, chú bảo cho chú ấy chịu. Mình bảo ok, cháu cho chú chịu. Mình nói xong thế rồi nhá, mua bán xong rồi thì trước khi chú về mình bảo thôi, cháu coi như cháu bán cho chú con máy này, cái giá đấy chú không phải lợi cháu 200 đâu, coi như bớt cho chú luôn. Thế xong chú dở ra chú hết tiền, còn biếu chú thêm 100.000 đi đường. Có phải là rằng thật sự là nhiều khi ý, mình khuyên thật, tham gia thật thì mọi người lại cứ nghĩ linh ta linh tinh, rất là chán. Còn 12 Pro Max nhé, không cứ gì con của bạn mua của mình đâu. Bạn đi tìm của ai có, bạn bảo liên hệ với mình mua hết. Quá là chán. Ok, còn bây giờ mình sẽ giới thiệu hàng mới về cho các bạn nhé. Đầu tiên là một con 12 Pro 128GB pin 83%. Máy thì mình bao zin nhá, nhưng mà hình thức con này được 97%. Viền có chày, chung là viền có chày các bạn nhé. Máy thì mình bao zin pin 83, nhưng mà giá nó rẻ có 11 triệu thôi. 11 triệu thôi các bạn nhé. Đấy, 11 triệu 128GB bản Mỹ. Tiếp theo là một con 14 thường 128GB pin 91% bản VN. Máy zin full thì tức đẹp. Máy zin full thì tức đẹp các bạn nhé. 128GB pin 91. 14 triệu 500, 14 triệu 500. Tiếp theo là một con 7 nhỏ 128GB 2 triệu 2. 2 triệu 2 128GB 7 nhỏ. Nhiều khi lòng tốt, hôm trước có thằng gọi là quen quen nó đến đây nó chơi cờ bạc, mình khuyên nó đừng chơi cờ bạc. Nó mua cái máy của mình 3 triệu 2 mấy hôm, mình khuyên nó đừng chơi rồi, nó bán máy đi để nó chơi. Thế xong mình khuyên mãi nó không nghe. Bây giờ mình không mua thì nó đi mang đi chỗ khác nó bán. Mình đành phải mua. Mua xong cuối cùng là mình lại mua, các bạn biết là mình mua không trừ nó nghìn nào bởi vì nó thua. Mình bảo thôi anh mua cho mày đúng bằng giá luôn là 3 triệu 2. Thế xong cuối cùng ra là gì các bạn biết, nó thiếu 600 nghìn. Nó bảo cho em chịu thì mình đã bảo không cho chịu rồi. Thì nó loanh quanh nó phóng xe đi mất. Đến hôm vừa rồi nó mới trả mình. Đấy. Có phải là ai, các bạn cứ nghĩ là những cái người bán hàng người ta có tâm ý. Thì chính ra là các bạn nghĩ thế thôi, nhưng mà người ta lại lãi rất là nhiều. Bởi vì được người ta quý thì người ta sẽ quay lại mua rất là nhiều, kể cả là bạn thế thôi. Mặc dù bạn có thể là bạn nghĩ như vậy, nhưng sau cái ngày hôm nay bạn sẽ nghĩ khác nhá. Sau ngày hôm nay mình đảm bảo bạn sẽ nghĩ khác về mình luôn. Tiếp theo là một con 6S. 6S màn 6 16GB 900.000 các bạn nhé, 900.000 màn 6. Tiếp theo là một con 12 Pro 128GB pin 85%. Máy zin full hình thức 9798, con đài viền cũng phẩy nhá. Máy thì mình bao zin 11 triệu 200. 11 triệu 200 pin 85%. Tiếp theo hôm nay về thêm được hai con nốt 10 màu đỏ. RAM 12 bộ nhớ 256 bản Hàn. 4 triệu tư. Nốt 10 bản Hàn nhé, 4 triệu tư. Và hàng cũ mình còn một con màu trắng là hai con màu đỏ, đều 4 triệu tư hết nhé. Như cái chuyện hôm vừa rồi con Samsung S21 khách hàng đặt bên mình, xong mình ship đến niên thiên trẻ con, xong không lấy nữa, xong là đòi cọc cọc bên mình 500.000. Nhưng nếu mà khách nói tử tế ra là em không ưng hoặc là như thế nào đấy, hoặc là em như thế nọ như thế kia, thì mình trừ tiền phí vận chuyển đi, còn mình tiền thừa mình trả. Chứ nhưng mà khách niên thiên đầu tiên thì bảo là gửi ảnh cho, xong rồi màu khác, cam khác, các thứ khác, niên thiên như trẻ con ấy, xong cuối cùng mình tức, mình không trừ đồng nào, nhưng cái tiền đấy nhá mình lại trừ cho người mua sau luôn. Mình có phải là bạn chẳng hiểu gì cả, người ta còn bỏ ra một đống tiền, người ta ta chơi game, người ta tặng mọi người, chẳng có cái cớ gì như thế cả.
chẳng qua là người ta bán hàng người ta muốn để cho khách hàng cảm thấy là mình như kiểu người thân với khách hàng, mình tư vấn rất là thật. Ok, tiếp theo là con Mi 8SE nhé. Con này màn ám nhẹ, RAM 4/64, màn ám nhẹ, 1.1 triệu, 1.1 triệu. A9 Pro bản Hàn, RAM 6/128, 2.2 triệu. Máy zin full hình thức 98, 2.2 triệu, bản Hàn. Nhiều ứng dụng rác này. Tiếp theo một con Note 9 bản Hàn, RAM 6/128, máy zin hình thức 98, 3.6 triệu, 3.6 triệu. Samsung A21s bản Hàn, RAM 3/32, máy zin hình thức đẹp, 2.1 triệu, 2.1 triệu. Oppo A5s máy hết pin à, hình thức phẩy, RAM 3/32, 900.000, hình thức phẩy. Con VinSmart hỏng hỏng máy ảnh chụp, cái máy ảnh này thì chụp được nhá. Tức là cái máy đằng sau thì chụp được, còn cái máy thò lên này thì không chụp được. Tóm lại nó bị lỗi cái máy ảnh này rồi. Đấy. Chụp đằng sau thì chụp được các bạn nhá. Vào đây thì đơ này thường thường là phải thoát ra. Nó không bõ để mình sửa nhưng mình không sửa. Thanh lý cho các bạn có 1 triệu thôi. VinSmart Active 3, 1 triệu. Tiếp theo là con Samsung Note 8 bản Hàn, RAM 664, 3 triệu. 3 triệu các bạn nhé. Ok, thì đấy là toàn bộ số máy mới về. Còn bây giờ mình sẽ lên giới thiệu cho các bạn những con máy bên mình đang còn nhé. Mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi. Đầu tiên là một con 13 128GB bản Canada, máy zin full thức đẹp keng, pin 93%, 13.500.000 còn hộp. Mười bốn 128GB bản VN pin 98, còn bảo hành đến 14/12, máy zin đẹp hết nước chấm, 15.500.000. 13 Pro bản VN pin 92%, máy zin full thức đẹp mà 9899, con này hơi có một vết phẩy ở đây không đáng gì, 16 triệu. Con này 128GB pin 88%, máy zin full nhưng mà hơi sứt thì kính, 14.500. Pin 89%, 128GB, máy zin full đẹp, 16 triệu bản KH. 14 Pro 206GB bản VN, pin 98%, máy zin full thức đẹp, 20.500.000, 20.500.000. Còn con này 512GB thì là 21 triệu, 21 triệu. 14 Pro 21 triệu, 512GB. Tiếp theo là 11 thường. Con này 128GB, màn đã ép lại kính rồi, thanh lý 7.2 triệu. Con này 128GB, 7 triệu. Con này là đã thay màn zin ép kính. Còn lại thì bên mình có hàng 64GB, giá dao động từ 7 triệu cho đến 7 triệu rưỡi. Con nào 7 triệu rưỡi thì đẹp keng, máy bao zin chỉ có pin. Gần hết 11 rồi. Tiếp theo là SE2 thì mình vẫn đủ màu, đen, đỏ, trắng. 64GB 3.4 triệu và 128GB là 3.7 triệu. 6S 16GB 1.3 triệu, 1.3 triệu nhé. 12mm 128GB, giá dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. Hình thức con này chỉ được 95% thôi. 12mm. 12 thường chỉ còn 2 cây thôi, 3 cây.
64GB pin 90, 9 triệu, máy zin đẹp. 128GB 10 triệu, pin 86%, máy zin đẹp. 128GB pin 85% cũng 10 triệu, máy zin đẹp. À, pin 87 nhá. 13 Pro Max này là chỉ còn có 2. 13 Pro Max cũng hết này. Đấy, làm gì có hàng đâu. Các bạn xem mấy hôm trước toàn mười mấy cây. 12 Pro Max còn 20 cây. Đợt rồi mình nhập còn 50 cây, giờ thì còn hàng đâu. Đây. 13 Pro Max 206GB mình đang dùng. Máy zin full tức đẹp keng. 18 triệu 500, 206GB pin 87%. 128GB bản VN pin 87%. 17 triệu 800 máy zin đẹp. 128GB bản VN pin 87%, máy zin đẹp. 17 triệu 800. 128GB bản VN pin 85%. 17 triệu 500 máy zin đẹp. 128GB pin 89% bản VN 16 triệu 900. Con này bị duy nhất một vết đây thôi. Con này là đẹp. Đó. Duy nhất vết đấy, rẻ được luôn triệu bạc. 14 Pro Max 128GB bản VN pin 94%. Máy zin full hình thức 98. 21 triệu. 7 Plus 32GB 2,6 triệu. XG 128GB, con màu trắng 5,5 triệu, còn hai con kia là 5,7 triệu. Anh kêu đẹp hơn nhá. 128GB XG. Các bạn thông cảm, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Các bạn muốn xem chi tiết thì nhắn tin bên mình qua Zalo 0566884Q9 các bạn nhé. Và các bạn xem video thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. 11 Pro Max 206GB pin 100, còn ở tình trạng là đã thay màn zin ép kính. 9,9 triệu. Đây 12 Pro Max đây. 206GB 15,3 triệu pin 86%. Đấy, 206GB pin 86. Người ta bán ra có 15,3 triệu. Thì của mình 128GB thì được bao nhiêu? Trả phí. Đây, 512GB 16 triệu, pin 83%. Máy đều bao zin hết nhé. 512GB pin 88%, 16 triệu. 206GB pin 82%, 15,5 triệu. Pin 86%, 512GB, 16 triệu. 15,5 triệu, 206GB, pin 83%. 206GB, 15 triệu, pin 82%, 15 triệu. Đấy, cái chưa còn có từ này làm gì còn 128. Tiếp theo là XS Max. XS Max thì 206GB máy zin đẹp là 8 triệu. Còn 64GB thì có giá dao động từ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Đấy là những con máy zin nhá. Tùy hình thức. Còn lại những con mình thanh lý thì đây, mình sẽ báo từng con một. Con này này, thay nưng hỏng phây 5,5 triệu. Thay nưng hỏng phây 5,5 triệu. Con này này, ép kính 6,5 triệu này. Ép kính 6,5 triệu này. Mà đây này, cho mọi người xem này. À đâu, không phải ở đây. Con máy nào nhỉ? Cho mọi người xem này. Không, nhiều khi các ông cứ nghĩ là không, nhiều khi các ông cứ nghĩ là ai cũng như các ông, người ta có ý tốt thì không. Đây này, cho xem cái này các bạn biết là có tốt hay không nhé. Ở đâu nhỉ? À, trên con máy quay này rồi, trên con máy quay. XS Max 64GB, con này ép kính mặt trước rồi nhá. Đấy, và cái kính cam sau hơi sứt một thì kính 6,3 triệu. 6S Plus 32GB 1,9 triệu. Con này 32GB thì hình thức xấu hơn thì 1,7 triệu. Con này 16GB 1,5 triệu. Đấy, 3 con 6S Plus. Ok, đấy, hết rồi đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển sang dòng Android. Mình báo nhanh các bạn thông cảm nhé. Muốn xem chi tiết thì liên hệ bên mình.
A12 RAM 332, máy zin đẹp 2 triệu. Bản Hàn. Bản Việt RAM 4 bộ nhớ 128. Con này 2 triệu, con này 2 triệu 2, con này 2 triệu 4. Nó tùy hình thức nhá, máy thì mình bao zin. A425G bản Hàn. RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu 9. Máy zin đẹp. M32 RAM 8 bộ nhớ 128 bản Việt, máy zin đẹp, 3 triệu 3. A71 màn ám cam 1 triệu 7, màn ám cam 1 triệu 7. A21S RAM 3 bộ nhớ 32, 2 triệu 1, bản Hàn. A31 RAM 464 bản Hàn 2 triệu rưỡi. A51 RAM 6 bộ nhớ 128 bản Việt 2 triệu 8. A32 RAM 464 bản Hàn, máy zin đẹp 2 triệu 8. Con này bản Việt RAM 6 bộ nhớ 128 3 triệu. Samsung G525 RAM 464 1,8 triệu, máy zin đẹp. Samsung A30 RAM 3 và nhớ 32. Con này bán cái này, con này lỗ à. Thôi được, bán 1,5 triệu nhá. Rồi bán 1,5 triệu. Nhân viên báo giá cũ thì bảo anh Tú giảm giá rồi nhá. Không có nhân viên không biết, cứ báo giá cũ. Thế đâm ra nhiều khi lại bảo anh Tú luôn. Có phải nó mỗi lần mình quay mình giảm giá là mình báo được cho nhân viên đâu, nhân viên đi ngủ rồi, ngày mai lại quên rồi. A50 RAM 6 bộ nhớ 128, 2 triệu 1. Mà có khi nhiều khi báo rồi không, nhân viên lại quên ý. A9 Pro RAM 6 bộ nhớ 128 là 2 triệu. S10 Plus thanh lý mực màn, đây bị mực màn nhé, mực màn bản Việt 2 triệu, thanh lý 2 triệu, màn mực 2 triệu. Cái nút nguồn nó hơi nỏng nỏng ra này, đấy nó cứ nổi nổi ra này. A22 RAM 6 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau sứt kính cam, thanh lý 2,2 triệu. Các bạn muốn xem chi tiết thì liên hệ Zalo bên mình nhé. Đang quay, đây là đang quay này. Đang quay này, nhận được một cái comment này. Rất, nhiều khi nó thật làm trên xã hội này, rất là buồn cười luôn. Này, đây này. Sao 14 Pro Max không có táo ở phía sau nhìn lạ thế đây này. Đấy, vừa xong 2 phút trước đây nha, đây nhá. Sao 14 Pro Max không có táo ở phía sau ta nhìn lạ thế. Biết vì sao không có táo không? Vì người ta dán TVF đây nhá. Khổ lắm cái miếng này, 200-300 nghìn ta đi dán. Bây giờ bóc ra này. Này, táo đây, khổ lắm đấy. Nhiều khi đấy nó chỉ là như thế thôi. Comment luôn này. Mai mà xem video giải thích luôn. Vào lúc 19 phút 19 giờ gọi tầm khoảng phút thứ 22 đến 25 đấy. Trời. Là nhiều khi nhưng mà để cho giải thích từng người một thì nó mất rất nhiều thời gian. A425G bản Hàn RAM 6 thì là 3,2 triệu, máy zin đẹp. S10e RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp keng. Hết pin à? Nó có pin. 3,6 triệu, 3,6 triệu. A23
A23. Bản Việt RAM 6 bộ nhớ 128. Máy Zin thức 98 3 triệu. A32 5G bản Hàn. RAM 4 bộ nhớ 128. 3 triệu máy Zin đẹp. A22 RAM 4 bộ nhớ 128. 3 triệu máy Zin đẹp. A14. A14. RAM 6 bộ nhớ 128, máy Zin đẹp. 3 triệu 2. A33 5G. Con này bản Hàn, máy Zin đẹp. 3 triệu 9, hai con này bản Việt, một con 4 triệu, một con 4 triệu 2, đều máy Zin đẹp hết. A52s 5G bản Việt 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128, 4 triệu. A13 RAM 464 bản Hàn là 2 triệu rưỡi. Bản Việt RAM 4 thì là 2 triệu 8, RAM 6 thì là 3 triệu. A13. Có một cây bản Việt hình thức nó hơi xấu xấu một tí. 2 triệu rưỡi. Hơi sức sức một xíu. M23 RAM 6 bộ nhớ 128, máy Zin đẹp 4 triệu. S21 Plus 5G bản Hàn, RAM 6 à RAM 8 bộ nhớ 256. Giá dao động 6 triệu. Còn con này của mình thanh lý giá 5 triệu rưỡi thay lưng. Lưng thay rồi. S21 5G bản Hàn 5 triệu 2, máy Zin full thức 98. RAM 8 bộ nhớ 256. S10 Plus RAM 8 bộ nhớ 128, bản Hàn 3 triệu 8, bản Việt 4 triệu. S21 Ultra 5G bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256, giá dao động từ 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. S23 Ultra bản Việt 2 SIM, máy Zin full thì tức đẹp hết nước chấm luôn. Con này còn bảo hành đến 28 tháng 7 năm 24, RAM 8 bộ nhớ 256, 17 triệu 900, 17 triệu 900. S22 Ultra bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256, 13 triệu máy Zin đẹp, 13 triệu. S22 Ultra bản Việt RAM 8 bộ nhớ 128, máy Zin đẹp 13 triệu. Còn con này thì máy Zin thức 97. 11 triệu 500. S22 Ultra bản Việt RAM 8 bộ nhớ 128. Note 20 Ultra. Con này bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256. Máy Zin thức 98, 8 triệu 2. Con này bản Việt thì là RAM 8 bộ nhớ 256, 8 triệu rưỡi. Máy mình đều bao zin hết. Hình thức thì được 98. S20 Ultra bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256. Giá dao động 6 triệu. Và có đây bản Việt thì là 7 triệu. RAM 12 bộ nhớ 128. Bản Việt. S20 Ultra. A90 5G bản Hàn RAM 6 bộ nhớ 128. Giá dao động 3 triệu. M23 RAM 4 bộ nhớ 128, 3 triệu 2. 3 triệu 2, máy Zin đẹp. Pixel 6a RAM 6 bộ nhớ 128. Mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy xíu không đáng gì. Hơi phẩy phẩy xíu. 4 triệu rưỡi. LG Q61 RAM 464, máy Zin đẹp 2 triệu 2. Redmi Note 8 1 triệu rưỡi RAM 464. Con này ép lại kính mặt trước rồi nhá.
Oppo F11 Pro RAM 6 bộ nhớ 128. Con này có đốm phản quang này, một đốm rất là mờ trên màn hình. Không đáng gì. 1 triệu 8 RAM 6 bộ nhớ 128. G7 Thiên Quy RAM 464 máy zin đẹp. 2 triệu 2. Q9 cắt nỗ 2 triệu RAM 464 nhá. Con này là nỗ rồi đấy, 2 triệu. Q925G, RAM 6 bộ nhớ 128, 2 triệu rưỡi, máy zin đẹp. P20 Pro, RAM 6 bộ nhớ 128, 3 triệu, à đâu 2 triệu 8. Xiaomi 10 Pro cộng 5G, RAM 8 bộ nhớ 128, 4 triệu 4, máy zin đẹp. Redmi Note 11 Pro 5G, RAM 8 bộ nhớ 128, một con 4 triệu 3, một con 4 triệu rưỡi, máy đều zin đẹp hết. Mi 11T 5G, RAM 8 bộ nhớ 206, máy zin đẹp keng, 5 triệu 1. Còn con này là RAM 8 bộ nhớ 128, thì là 4 triệu 8, máy zin đẹp. Redmi Note 10 Pro RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu 9, máy zin đẹp. Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ 128 là con màu xanh, RAM 464 con màu đen, đồng giá 2 triệu 8. Màu xanh thì không đẹp bằng con màu đen. Tiếp theo con màu xanh nó bị một vết ở lưng như này. Thanh lý 2 triệu 2. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu 4, máy zin thức 98. Còn này Redmi 10 2022 cũng RAM 4 bộ nhớ 128 thì 2 triệu 7, máy zin đẹp. Vivo i16 RAM 464 2 triệu 6, máy zin đẹp. Oppo Reno 8T 5G RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin thức đẹp, gọi là hết nước chấm luôn. 6 triệu. Oppo A76 RAM 6 bộ nhớ 128, 3 triệu rưỡi, máy zin đẹp. Oppo A74 con màu đen bản 4G, RAM 8, 3 triệu 3. Con màu xám bản 5G thì RAM 6, 3 triệu rưỡi. Oppo Reno 4 và Oppo Reno 5, máy zin đẹp. Đều RAM 8 bộ nhớ 128. Con 3 triệu 1 là Reno 4, 3 triệu 3 là Reno 5. Oppo A3s, con này ép lại kính mặt trước rồi nhá, 800 nghìn. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128, sức một tí kính cam đây. Thanh lý 1,8 triệu thôi. Vivo i21s RAM 4 bộ nhớ 128, 1,8 triệu. Máy hình thức phẩy. Vivo RAM 464, 1 triệu rưỡi. Máy zin hình thức 97. Oppo A15, con này RAM 464, máy zin đẹp thì 1,7 triệu này. Con này máy zin phẩy thì là RAM 332 thì là 1,3 triệu này. Con này RAM 332 nhưng mà ép kính rồi này thì là 1,1 triệu này. Mi 10T Pro 5G 3,4 triệu, mình sẽ thay cái lắp lưng cho các bạn nhé. Thay lắp lưng cho các bạn 3,4 triệu. RAM 8 bộ nhớ 256. Redmi Note 9 RAM 4 bộ nhớ 128, 1 triệu 6 hình thức phẩy, máy zin thức phẩy. Vivo i20 RAM 332, 1 triệu rưỡi, máy zin hình thức 98. Còn cái này thì 1,4 triệu, hình thức xấu hơn 1,4 triệu.
Quốc bổ A9 2020 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin, màn hình có tí phản quang nhá, 1.800.000. Oppo A12 RAM 3 bộ nhớ 32, máy đẹp 1.6.000. Con này 16 950.000. Asus Zenfone Max Pro 12 RAM 664 2.000.000. Poco 10C RAM 4 bộ nhớ 128 1.300.000. Ok, các bạn thông cảm, mình quay sơ qua thôi nhé. Các bạn muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình. Thank you mọi người.